Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng và môi trường Hà Nội 2023, các gian hàng thuộc doanh nghiệp Hàn Quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới khách tham quan triển lãm bởi nhiều giải pháp, sản phẩm hiện đại trong lĩnh vực năng lượng, môi trường. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến gian hàng của các doanh nghiệp đến từ tỉnh Busan, Busan Technopark, bao gồm công ty MTH, Getco, TST Plan và DWA, giới thiệu nhiều sản phẩm về công nghệ nước, xử lý chất thải, lọc nước và bảo vệ môi trường. Công ty MTH là đơn vị kinh doanh đa dạng của các ngành công nghiệp, nhà máy bảo vệ môi trường, dịch vụ hàng hải, cơ sở gas ngoài khơi, nhà máy lọc dầu, địa chất khí tự nhiên, khoan dầu và các nhà máy hóa chất khác, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Tại triển lãm lần này, MTH đã giới thiệu sản phẩm van an toàn. Đây là một thiết bị an toàn đầu cuối, điều khiển áp suất và giải phóng một lượng chất lỏng nhất định. Van an toàn chủ yếu được lắp đặt trong các thiết bị áp lực như nhà máy hóa chất, lò hơi công nghiệp và bể chứa khí để bảo vệ thiết bị khỏi vụ nổ hoặc hư hỏng. Công ty công nghệ môi trường quốc tế Getco là một doanh nghiệp kỹ thuật môi trường chuyên về xây dựng các cơ sở tài nguyên hóa chất chất thải hữu cơ. Từ năm 1990, công ty đã tự phát triển máy phân loại chất thải gia súc và máy khử nước thực phẩm đầu tiên tại Hàn Quốc. Đơn vị này đã vào thị trường Việt Nam từ năm 2017 và cung cấp sản phẩm với các công ty như Thaco, Hoàng Anh Gia Lai, BAF, Greenfit. Những sản phẩm kinh doanh chính của công ty là hệ thống tái chế, xử lý phân bón gia súc, máy tách rắn lỏng, máy ép, máy phun. Công ty cũng xây dựng công nghệ phân tách chất thải hữu cơ để có thể áp dụng cho các chất thải hữu cơ khác nhau như phân gia súc và chất thải thực phẩm. Nhìn thấy được việc chất thải nói chung trong cuộc sống hàng ngày là nguyên nhân chính gây ra khí thải carbon và đe dọa môi trường, KST Plan đã ứng dụng nhiều công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng để sản xuất ra hệ thống tạo khí hydro sạch, từ việc xử lý và giảm khối lượng phân tử từ các chất thải hữu cơ rắn như chất thải phóng xạ, chất thải biển, nhựa. Ngoài ra, đơn vị có kinh doanh các bộ phận cho việc tạo ra năng lượng như ống chụp, pha chịu nhiệt độ áp suất cao và thiết bị cho các nhà máy biển. Công ty đã có đối tác tại Hàn Quốc là Korea East West Power và một công ty điện lực, một số đơn vị dầu mỏ tại Ả Rập Saudi. DWA Dowon APEC Corporation là một nhà sản xuất và xuất khẩu thiết bị xử lý nước thải và nhà máy đốt rác tại Hàn Quốc. Kể từ khi thành lập vào năm 1996, DWA đã xuất khẩu hơn 1.000 thiết bị đến hơn 200 nhà máy ở 18 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Trì và Phú Thọ tại Việt Nam. Các sản phẩm mà DWA giới thiệu tại triển lãm là thiết bị xử lý nước thải, thiết bị bùng lưới, thiết bị chạm xử nước, rổ quay tự động, hệ thống tách bùn dây chuyền phi kim loại. Công ty được chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng và được chính phủ Hàn Quốc chỉ định là doanh nghiệp xuất khẩu toàn cầu.